Hello everyone, nice to see you again. And today we started our new lecture. But today in the world, some spark come along with the band of can come to the sound of the ocean. Hãy ngay nơi cứ chân chấp đam mê đến mấy bộ dưỡng. Đại dương nằm bằng hai nhóm phí, Present Continuous Tense, hay nâng cao sáng thành nhiệt. Để tiết tuôn cho mỗi nâng Present Continuous Tense. Chẳng ngờ Present Continuous Tense cứ chạy ca mỗi đồ sầm khăn được không bị sáng lý. Cứ nhìn này thà, bắt chấp bằng cáo, cũng không bằng tỏ. Formula rupa môn của việc cứ subject plus to be plus verb plus ing. Hay nó không to be nó cứ bị miễn bài chạy tới chỉ con với chúng nó bởi bởi dịch depression nó cứ miễn am is a was were nó bỏ ổn là lâu rồi nè. I am eating apple chúng có bộ từ nhắm platform chứ ai thì bài chung em em cứ chỉ verb to be cho người chứng am cứ chỉ verb to be. I am eating apple chúng có bộ từ nhắm platform chứng cứ eat nó hốp hay dùng một tham in người việt mới chứ I am eating prime chúng có bông hộp này bằng bốn khi chúng sẽ xây đã sao thông thống lòng bỏ ọc hiểu ní miền này thật cả nạ kì vì chú thông thầm rộng present continuous tense cứ dương trâu prai thật cọc bông trên này nhé cọc bông trên này lược lên tại present continuous tense cứ kì prai vì không dụng nạ cột bàn dừng prai thật cọc bông I am eating a ball chúng có bông từ nhắm platform. We are singing a song. Bộ dưỡng của phong tế truyền bắt chùm liên một bọt. Chúng we nó chỉ sắp chạy chỉ bật thiết á. Thôi chỉ verb to be đây. Verb to be mình ám ý xa. We are singing a song. Bộ dưỡng của phong tế truyền bắt chùm liên một bọt. Chúng bị sing truyền. Đã bây giờ mà tham yên người viết tới chỉ singing. We are singing. Bộ dưỡng của phong tế truyền a song bắt chùm liên một bọt. You are playing tennis. You are playing tennis. Nét. Cũng bông tới lên tennis. Chẳng cứ play này lên. Play lên. Tại ta lên. Play mình lên. Okay. You are playing tennis. Nè cũng bông tới lên tennis. They are running. They are running. Bụi kê cũng bông tới rốt. They are running. Bụi kê cũng bông rốt. He is sleeping in bed. He is sleeping in bed. Quát cũng bông tới đây nơi lực trề. Chẳng bị he này chỉ subject. Is verb to be sleep verb plus ing na verb both with ing present continuous tense in bed in the knong bed in gray okay in bed in knong gray we he is sleeping in bed got kong dei in knong gray she is studying maths neng kapong te saksa kanet vichia she is studying maths neng kapong te saksa kanet vichia. It is raining hard. We are going to clean clang. Chứng it subject is raining hard. Chứng we are going to mean clean clang. Nó bảo vốn. Chứng mong vốn từ trăm tha nè. To be nè. Kể sắp to be nè. Cứ chỉ special verb. Chứ kể sắp phía xa nè. Chỉ mô đò verb nè. Cứ kà nà kì prà. Khá nông tùm rung. Ví dụ xin xếng. Cứ kì mình dựa to be nè. Từng đâu lúc thì. Vì bổng bài. Từ chỉ am is a. Am is a nè. Cứ kì phở từ tam thiên. Tam subject bởi vì. Tham subject pronoun được viết nè, nè bảo ai, prai cho mỗi em hò. We, you, they, dương prai cho mỗi em. Use with a. He, see it, use with is. Nhưng he, see it, nè, trở thành cái prai cho mỗi is. Thế, chiếc sức khẩu mong ơn chế prai nè. Ta lấy dương chú đó, present continuous tense. So, how to make a question, we have to put am, is, a in front of the subject. Được chân này, đồng bây bằng cách vô xâm lối dương trở đặt am, is, a nơi khẳng mục thiền. Chân bọn bọn mơ bây giờ nè, am I eating apple? Ta chung cơ bông tình nhắm platform rư, ca bì muốn I am. Am nơi bì kinh tròi ai nè, am come after I. But now, am come before I. Tại lời nữ cứ am come before I vinh, nơi khẳng một I vinh. Đôi xa tới vì chưa bì dụng xâm nụ. Chân ca nà bì dụng xâm nụ cứ dừng lực am is a đặng mục và thiền vinh, nè bọn bọn thử chạm. Am I eating apple? Ta chung cơ bông tình nhắm platform rư. Are you, are we singing a song? Ta phụ dân của phụng tình truyền bắt chùm riêng rứ. Cái nhìn thấy cái lời A đặt mục tập ổn ná. Cái lời anh cảm ơn we are. Không phải dụng positive, không phải dụng rõ vào ná. In question, are we? Okay. Are we singing a song? Ta phụ dân của phụng tình truyền bắt chùm riêng rứ. Are you playing tennis? Are you playing tennis? Ta nẹ của phụng tình lấy tennis rứ.
chứ những lực A đã thằng một món đó. Are you playing tennis? Ta nè cục bông lên tennis rứ. Are they running? Ta phụ kê cục bông tờ rốt lứ. Is he sleeping in bed? Is he sleeping in bed? Ta quát cục bông tờ đê nè lực rê rứ. Chẳng cứ kì lực y hưng đã thằng một đôi chứ. Am I is nâng cứ sợ tờ lực đã một coi cầm hiểu xong luôn á. Is he studying maths? Ta nên cục bông tờ sắc sạc nâng vị trí rứ. Is it raining? Is it raining? Ta viết cục bông tầm mình phiền rứ. Ok, lấy dân chú đó present continuous đã đá lắng. Cứ bạch chấp bàn cả cục bông tỏ đá lắng. Không phải dục negative. Bạn decide nhé. Chân đồng bây mong cách phải dục. Bạn decide những time not. Để mong bốn mươi tiền hình ní. Short form tùm rung. I am not. I am not tùm rung cách viết kia sẽ say I ní. Construct. Chỉ muốn nâng bị am or am not. I'm not. Chắc em hay not nữa, cứ mình ai xong thì nghe bài này. Chắc I'm not. Né? It's not. It's not cùng đồng cách với cứ isn't. I'm not. An. Chắc mong bốn thời trăm hai nữa không dụng. Bạn đi sai cứ kịp thêm not nữa thằng cỏi. Am. Is. Are. Nó bỏ bốn. Bà xin chị I am not nữa dương prai thà. Khi mình mến chi rư có ai xem xế nhận sai lịch sản phiệt nữa. It's not. Thì isn't. Are not which an và lấy dương an ví dụ dương thêm đoạn thứ I am not eating apple khi nhóm mình cùng bùng này chứng bị I am eating apple khi nhóm cùng bùng nhắm lại bòn đặc biệt là am not eating apple khi nhóm mình cùng bùng nhắm lại bòn thì we are not singing a song we are not singing a song phụ dương mình cùng bùng chuyện bắt chuyện điện tế you are not playing tennis nẹ mình cùng bùng lên tennis như thế. They are not running. Phụ kê mình cũng không thể rốt ưu tế. He is not sleeping in bed. Quát mình cũng không thể đi nửa lực rên ưu tế. She is not studying math. Nếu mình cũng không thể sắp xa cũng được chuyện ưu tế. It is not raining hard. Vì mình cũng không thể phát khăn ưu tế. Ok, chứ xin khâm thập bóng của anh Joel á. Sekarang dalam bangun jual lompi wajib kau mui nang detik tong cuma nang present continuous tense bajul. Tala dombai akan tercemah lalu bangun yang kelima tihon es santri macam ngai bajul nang tu detik tong cuma nang present continuous tense at home nuk tiah. Alah yang santri yang detik tong cuma nang kan nuk tiah kasu semua present nuk tiah nang conversation one santri mui. Where is Jam? Ta Jam này nè. Where is Jam? Ta Jam này nè. He is in the living room. Quát nơi nóng bần tốp tụ tụ nhiều. He is in the living room. Quát nơi nóng bần tốp tụ tụ nhiều. Chẳng phải living room nó cứ mình này tha bần tốp tụ tụ nhiều. What is he doing? Ta quát cổ bông tụ thừa vầy. What is he doing? Ta quát cổ bông tụ thừa vầy. He is playing the piano. He is playing the piano. What cứ có phong tài lên piano. Chân he is playing the piano. What có phong tài lên piano. Nên cứ chô grammar bởi dưỡng này. Present continuous tense. Bắt chú bằng cách có phong mình to. He is playing the piano. What có phong lên piano. Where is the car? Ta là này nè. It is in the garage. Nếu cứ nơi khăn ông kara. Garage đã lán, ông lấy anh garage chính cứ garage đã lán. It is in the garage, viên nước nông garage đã lán. Where is the dog? Ta sắp chai này nè. It is in front of the door. Viên nước bị khẳng một thuyền. What is the dog doing? Ta sắp chai cái bông thua vầy này, dành chùa là vầy coi dành tiết đấy. Is the dog doing? Chẳng không dùng xung đối dương lực ý những đại thằng mục và thiền với the dog ạ và là dương vật thang bị what mốt mình đi thảm vầy what is the dog doing ta sắp chai của bông thua vầy the dog is eating food chai cứ của bông ta xì chùm này chẳng bị the dog nó chỉ sắp chai is cứ eating này chứ present khá là nhu nó sắp chai bốc chung ý bốc verb ing in hay dương thêm ing mơ thì chỉ của bông này bởi biến năng hốp của bông hộp. The dog is eating food. Sạch cái cứ có bông tay nhằm hà. Bông tay xìa hà nế. Ok, lấy dân chút đó xong tình này tí phí. Conversation 2. Cứ tệ tôn cho mỗi nâng xâm lô nộp tế hợp đá.
Where are you? ตาไอ้ไหนนะ I'm in the kitchen. ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះបាយ. I'm in the kitchen. មកពីពាក្យ I am in the kitchen នេះគឺគេសរសេរជាទម្រង់ construction វា ទម្រង់កាត់ ទម្រង់ខ្លី វានេះបងប្អូន. What are you doing? តាអ្នកកំពុងទៅធ្វើអ្វី? នេះជាប្រេសិន កណ្ដុរ យើងហ្នឹងណា. គាត់នៅតែជាប្រយោគសំនួរ. I am cooking dinner. ខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំអាហារល្ងាច. I am cooking dinner. ខ្ញុំកំពុងតែញ៉ាំអាហារល្ងាច. Where are Bill and Mary? តើបៀលហើយនិងមារីនៅឯណា? Where are Bill and Mary? តើបៀលហើយនិងមារីនៅឯណា? They are in the living room. ពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ. អញ្ចឹងពាក្យ living room នេះមានន័យថាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ. អញ្ចឹង they are ពួកគេ in the living room. ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ. What are they doing? តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី? ជាប្រយោគសំនួរ. They are watching TV នេះ. ពួកគេកំពុងតែមើលទូរទស្សន៍. អញ្ចឹង ក្នុងប្រយោគសំនួរនេះគឺសំនួរ present continuous. ដល់ពេលចម្លើយ present continuous ដែរណា. What are they doing? តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី? They are នេះ subject they are watch នឹងមើល. បន្ថែម ing មក they are watching. ពួកគេកំពុងតែមើល TV មើលទូរទស្សន៍. Where is the cat? តើឆ្មានេះណា? It is in the dining room. វាស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់អាហារល្ងាច. អញ្ចឹង dining room នឹងបន្ទប់អាហារល្ងាច. មកពាក្យ dining នឹងគឺអាហារល្ងាច. អាហារល្ងាច dining room បន្ទប់ញ៉ាំអាហារល្ងាច. What is the dog? What is he doing? តើវាកំពុងធ្វើអី? អញ្ចឹងការណាគេប្រើស៊ីឆ្មានឹងឆ្មាញីឯង. What is he doing? តើវាកំពុងធ្វើអ្វី? She is sleeping on the table. វាកំពុងតែដេកនៅលើតុក. She is sleeping on the table. វាកំពុងដេកនៅលើតុក. បានអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងដល់ទីបញ្ចប់. សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមេរៀនមួយនេះ. ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូន ចូលចិត្តមេរៀនរបស់ខ្ញុំ ហើយនឹងជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយ ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗ នៅពេលក្រោយ. ជូនពរលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ. Bye bye.